Rồi, hello chào chị em, chào mừng chị em đến với kênh Thành Chủ Invest. Kết thúc phiên ngày 4 tháng 2, index đóng cửa mức là 1.287 điểm, tăng nhẹ 5.52 điểm từ 0.43%. Anh chị em thấy là sáng ngày hôm nay cũng đã có áp lực bán từ biên sáng đã khiến cho index đã điều chỉnh giảm sau một số thông tin liên quan đến ngày hôm qua của một bài viết ở trên Facebook liên quan đến việc rằng là Sacombank có những vấn đề liên quan tới việc của Vạn Thịnh Phát. Thì cái thông tin này thì nó chưa thực sự xác thực xem là nó đúng hay không, tuy nhiên nó làm ảnh hưởng đến chính cái cổ phiếu mà mình đã chia sẻ anh chị em, đó cổ phiếu của Sacombank, và ngày hôm nay trên bản tin trưa cũng đã chia sẻ với anh chị em rồi. Thì kết thúc phiên ngày hôm nay thì thanh khoản ở mức là 27.500 tỷ, hơn 1 tỷ đô, và đã cao hơn phiên ngày hôm qua. Thanh khoản đã được cải thiện và trong đó thì có 248 mã tăng và 10 mã tăng trần, 66 mã tham chiếu, 241 mã giảm điểm và trong đó có 6 mã giảm sàn. Nhìn chung thị trường cũng tương đối là cân bằng và cũng đã có một lực cầu kéo vào cuối phiên tương đối mạnh anh chị em nhé. Ngày hôm nay ở trên sàn, ở trong chỉ số VN30 thì có GVR tiếp tục là tăng trần. Nói chung là họ nhà cao su GVR, DRI, Đồng Phú Phước Hòa đều rất rất là tốt, rất là khỏe trong nhịp này. Nhìn qua một chút liên quan thanh khoản ngày hôm nay của khối ngoại thì anh chị em thấy rằng tiếp tục bán ròng là 737 tỷ. Bán rất mạnh liên quan đến Sacombank, bán VCI đúng không? Sacombank ngày hôm nay bán rồi, bán gần 300 tỷ. VCI cũng 224 tỷ đúng không? Techcombank ngày hôm nay là mua gần 200 tỷ rồi, bán SSI, bán Masan, bán Vinamilk, nói chung là bán đa phần nhóm trụ. Tự doanh ngày hôm qua thì cũng mua dòng đâu đó 236 tỷ, nói chung là mua giải rác thôi anh chị em. Và thanh khoản ngày hôm nay chị em thấy là cao ngày hôm qua, được chưa? Đó, thì nhìn trước khi đi chi tiết vào từng cổ phiếu, từng nhóm ngành ấy, xem dòng tiền nó vào đâu ấy, thì nhìn qua một chút liên quan đến một số những cái thông tin về hàng hóa cũng như vĩ mô, anh chị em nhìn thấy rằng là hiện tại cái chỉ số DXY sức mạnh đồng đô la Mỹ nó đang có duy trì đà tăng anh chị em nhé, đang duy trì đà tăng. Và ở đây người ta cũng có chia sẻ anh chị em một số những quan điểm mà anh chị em cũng cần phải lưu ý là đây này, chủ tịch Fed sẽ bắt biểu vào thứ tư này, đó, ông nhận xét là thứ sáu tuần trước cho thấy rằng là việc hạ lãi suất không phù hợp cho đến khi các tổ chức chắc chắn rằng lạm phát đã bị kiểm soát, tức là dự kiến là cái việc hạ lãi suất nó không sớm như các chuyên gia đã kỳ vọng là tháng 6 đâu, và thậm chí nó còn lâu hơn nữa, thậm chí là cuối năm 2024 khi mà thấy thực sự là cái việc mà tỷ lệ lạm phát ở PCE và CPI ấy, nó phải cho thấy mức độ là đã có sự giảm nhiệt một cách đáng kể, thì khi đó thì sẽ có những bước đầu động lực để hạ lãi suất trong thời gian tới, còn hiện tại là chưa, thì nó cũng phản ứng vào ngay cái sức mạnh đồng đô la Mỹ, đó chỉ số DXY đã tăng đến mức 105 điểm rồi. Đó, trước cái bối cảnh là kỳ vọng điều chỉnh giảm anh chị em nhé, đã điều chỉnh về đâu đó khoảng 102, bây giờ tăng gần 105. Và khi sức mạnh đô Mỹ này nó quanh ngược trở lại là tăng như này, anh chị em thấy không ạ? Rất mạnh mẽ trong rất là dốc trong dịp này nhé. Thì nó cũng ảnh hưởng đến tỷ giá Việt Nam luôn. Đúng không? Xong khi mà sức mạnh đô Mỹ nó tăng thì các quốc gia khác đều ảnh hưởng. Đặc biệt ngày hôm nay anh chị em thấy không ạ? Cả tỷ giá của Việt Nam đồng đã tăng rất là mạnh lên 24.900. Và nếu anh chị em nhìn về rộng ra ở cái khung thời gian là khung toàn cục ấy, anh chị em thấy là gì? Nó đang gần như chuẩn bị vượt qua cái đỉnh là lịch sử ngày mùng 1 tháng 11 năm 2022 là 24.800 đúng không? Và đến thời điểm bây giờ là khoảng 24.900 rồi. Và chính thức đã vượt rồi. Anh chị em nhé, chính thức tỷ giá đã vượt cái đỉnh lịch sử rồi. Đó. Và cái xu hướng hiện tại của tỷ giá đang là trong xu hướng anh chị em cần hết sức quan tâm. Đấy cũng là lý do vì sao mà đặc biệt là khối ngoại trong thời điểm này bán ròng rất là mạnh. Đúng không? Thì cái tỷ giá luôn là một trong những cái tỷ giá lạm phát và lãi suất là ba cái anh chị em cần quan tâm về mặt vĩ mô, về mặt thị trường chung. Chỉ cần có những cái một trong ba cái này có sự biến động thôi là sẽ khiến cho cái chỉ số thị trường chung nó ảnh hưởng. Rồi ngày hôm nay giá dầu tăng rất mạnh nhá, tăng lên là 88,7472 đô trên một thùng dầu. Và khi mà anh chị em nhìn vào cái giá dầu tăng, anh chị em thấy rằng là phản ứng rằng là hiện tại nhà tôi đang vô cùng kỳ vọng với sự phục hồi nền kinh tế sắp tới. À, thì khiến nhu cầu sử dụng dầu cao và khi đó giá dầu tăng. Giá vàng vẫn đang duy trì đà tăng rất mạnh thôi nhá. Giá thép thì đang cắm đầu giảm. Giá quặng sắt cũng vậy, chỉ có giá HRC đang duy trì đà tăng. Cho thấy là cái bối cảnh hiện tại giá thép của bên phía Trung Quốc cho thấy lực cầu vô cùng yếu, và để mà có cái động lực tăng trưởng trong thời gian tới thì phải kỳ vọng về bất động sản phục hồi của Trung Quốc dựa vào một số cái hỗ trợ chính sách. Giá gạo thì vẫn đang duy trì đà giảm thôi, cắm giảm rất mạnh nhé. Giá đường thì đã có sự phục hồi nhẹ từ đáy đi lên. Giá Nikkei thì vẫn vậy thôi, vẫn cắm đầu giảm thôi. Nói chung là giá Nikkei vẫn đang chưa quá tích cực, cho nên là cổ phiếu PBC ấy cũng chưa có nhiều sự hưởng lợi đối với mỏ Nikkei. Tập trung chủ yếu hiện tại ngày hôm nay tăng là do liên quan đến quy hoạch điện 8 về cái đường dây 500 kV. Đối với giá PVC hiện tại vẫn đang nền thấp thôi, thì những nhóm ngành nhựa vẫn hưởng lợi. Cuối cùng là giá phân ure thì cắm đầu giảm rồi đó, cho thấy là cái nhu cầu sử dụng hiện tại đang vô cùng thấp. Rồi quay trở lại đối với index của chúng ta ngày hôm nay, thì chị em thấy rằng là index ngày hôm nay thì cũng tiếp tục là một trong những cái pha mà giảm ở phiên sáng và đã có kéo ở phiên chiều, cũng là tiếp tục một cái nến rụt chân khi test lại vùng 200.
Thì mình cũng đã chia sẻ với anh chị em rồi là ở giai đoạn hiện tại thì và trong tháng 4 này làm trong tháng thì khả năng cao đó thì index nó sẽ có những cái nhịp đánh rung lắc sideways quanh cái vùng từ 1250 đến 1280 điểm, khoảng 20 30 điểm gì đó quanh vùng này. Tuy nhiên nếu như index đi quanh vùng này thì cũng chưa phải là những tín hiệu gì nó quá xấu để anh chị em có thể là cần phải cân nhắc cả. Đó. Nhưng mà cái thời điểm này là thời điểm mà nó sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm ngành và trong mỗi nhóm ngành thì sẽ giữa các cổ phiếu nó liên quan đến việc là sẽ ra kết quả báo cáo tài chính trong cái quý 4 này. Được chưa? Còn về mặt index, về mặt thị trường ấy thì nhìn về mặt điểm số và mặt mẫu hình anh chị em thấy là gì? Chưa có bất cứ vấn đề gì vi phạm cả. Anh chị em nhá, chưa có bất kỳ dấu hiệu gì vi phạm cả. Chỉ có điều chúng ta cần quan tâm bây giờ đó là gì, là tỷ giá nó đang căng thẳng. Nó đang trong cái chiều hướng tăng bởi cái sức mạnh đô la Mỹ nó tăng. Đó, chúng ta cần phải quan sát điều đó. Còn về mặt vận động giá của index thì vẫn đang chưa có cái diễn biến gì quá phải đáng lo ngại. Thậm chí là gì, nó đi loanh quanh sideways ở vùng nền dưới 1300 thêm một thời gian nữa nó mới bật tăng thì đã điều hoàn toàn bình thường. Đó, để mà có một nhịp tăng tới thì index cần nghỉ ngơi, cần tái tích lũy lại trở lại, đúng không ạ? Đó, rồi ok, thì ngày hôm nay dòng tiền nó đang vào những cái dòng nào, đúng không? Và những dòng nào chúng ta cần chú ý. Ngày hôm nay chị em thấy rằng ở phiên chiều tập trung rất mạnh liên quan đến nhóm dầu khí. Và nhóm dầu khí là một trong những cổ phiếu mà mình đã chia sẻ anh chị em từ những tuần trước, đặc biệt là cổ phiếu như PVD. Đó, tăng rất là mạnh từ cái điểm mua quanh 29.8, đúng không? Mình đã chia sẻ với anh chị em rồi. Và chính bản thân mình cũng đã mua cổ phiếu này. Đúng không? Và đến thời điểm bây giờ tăng là 15-16%. Hay cổ phiếu ngày hôm nay vượt đỉnh như hôm qua mình chia sẻ anh chị em là PVS. Một khi đã vượt qua cái kháng cự quan trọng 40.3 ấy, thì là gì? Là tăng rất là mạnh trong cái bối cảnh dòng tiền báo rất là tốt. Thì ngày hôm nay đã tăng rất là khỏe rồi. Đây cho anh chị em xem luôn. Ngày hôm nay PVS tăng gần 7.3%. PVD tăng 6.24%. PVP tăng 5%. Đều là form vượt đỉnh và vượt đỉnh tháng 9 hết. Anh chị em nhé, hãy để ý cho mình những cái cổ phiếu nào đã có xuống vượt đỉnh tháng 9 thì xuống tăng rất là tốt. Hay PVT, đúng không? PVT tuần trước đã chia sẻ anh chị em điểm mua quanh 28.1. Đó, tích lũy nền với khối lượng thấp dần, thấp hơn 20 trung bình 20 phiên. Đó. Thì đối với cổ phiếu nhịp trước bị nhấn mạnh rất mạnh cho anh chị em đó gì, là PVP. Sorry anh, là PVD anh chị em nhé. Đó, khi nó có là 100 cổ phiếu vượt đỉnh đầu tiên. Sau đó thì gần đây bắt đầu có PVS và PVP, PVT là những cái cổ phiếu mình đã chia sẻ với anh chị em nhé. Rồi, ngoài ra thì ngày hôm nay thì tiền cũng vào tương đối với bất động sản của PTL, những cổ phiếu nhỏ penny thì nó tăng rất là khỏe thôi. Nhà Tử Liêm vẫn duy trì đà tăng, đó. Đất xanh cũng đang tăng, đúng không? Sẹo cũng tăng, DXS rồi Hà Đô cũng tăng nhẹ. Đó, Hà Đô đã chia sẻ anh chị em rồi nhá. Còn ngày hôm nay dòng tiền đang thoát ra đối với nhóm bank tiếp tục là như vậy thôi. Ảnh hưởng chung tới với nhịp này điều chỉnh chung đối với ngân hàng, và cái thứ hai là ảnh hưởng đến với cái thông tin liên quan đến Sacombank. Đây, cổ phiếu Sacombank anh chị em thấy ngày hôm nay là một trong những cái ngày mà có thanh khoản cao kỷ lục của Sacombank. Lần cao kỷ lục lần trước ấy nó rơi tầm khoảng tháng 3 năm 2021. Đúng rồi, tháng 3, 30 tháng 3 2021 là 90 triệu cổ. 99 triệu cổ và ngày hôm nay 105 triệu cổ phiếu được giao dịch ngày hôm nay. Một thông tin mà một cá nhân đăng lên Facebook như vậy thôi thì rất là ảnh hưởng tiêu cực đến Sacombank. Mặc dù là thông tin này mình chưa thực sự là biết là xác nhận nó đúng hay là sai và nó đến đầy đủ đến đâu. Tuy nhiên rằng là nó tạo áp lực bán. Cho nên là thấy rằng là tốt nhất là gì? Đối với góc nhìn của mình, những cổ phiếu nào đang có biến cố nhịp trước là VND, bây giờ thì là Sacombank thì nên tránh ra, nên tránh xa ra. Đó, xấu tốt đang xen chưa biết được thì chúng ta nên chọn những cổ phiếu nào nó ok hơn. Và kể cả ngày hôm nay Sacombank cũng chưa có cái thông tin nó xấu như này thì thực tế ra mình đã nói rồi, cũng không phải là một trong ngân hàng mà có cơ bản thực sự xuất sắc đối với nhóm bank. Nó xuất sắc phải một số những nhóm đầu ngành như CTG, MB Bank hay là Techcombank cũng là mình đã chia sẻ anh chị em trong danh mục. Đúng không ạ? Ngày hôm nay đa phần là đối với nhóm bank điều chỉnh giảm anh chị em nhé. Sắc xanh duy nhất hơn 1% là MSB, đó, tăng 1.39%. T-Bank ngày hôm nay cũng dù chân rất là khỏe, tăng 0.53%, đó, kéo dù chân vẫn đang cố gắng duy trì trên cái đường cây trong sóng hướng lên. Đó, điểm mua mình đã chia sẻ anh chị em quanh 18.8 nhé. Đối với nhóm chứng khoán ngày hôm nay thì là gì, cũng đã có nhịp tăng quay trở lại ở cuối phiên, mạnh nhất đó là gì, SHS. SHS mình cũng chia sẻ anh chị em rồi, là cứ vượt qua cái đỉnh tháng 9 này thôi là anh chị em cân nhắc mà anh chị em tham gia. Đấy là những anh chị em chưa có tỷ trọng, chưa có vị thế nhé. Nếu như ngày mai mà nó có nhịp phiên sáng, nhịp test lại vùng nền dưới thì đây là cơ hội cho anh chị em. Còn những anh chị em nào đã có vị thế nền dưới rồi thì anh chị em cân nhắc thoải mái được, gia tăng thoải mái được. Còn những anh chị em chưa bị thế thì anh chị em nếu ngày mai có nhịp retest về vùng giá dưới vùng 21, 20.5, 20.6 anh chị em cân nhắc được. Hay là VDS ngày hôm qua chia sẻ rất rõ anh chị em rồi. Đó, ngày hôm qua là điểm mua. Thậm chí ngày hôm nay anh chị em mua cũng rất là ok luôn, tăng là 3%. Hay là CTS cũng là một cổ phiếu mình chia sẻ anh chị em nhá. Ở ngày hôm nay thì cổ phiếu nhóm chứng khoán tăng nó tương đối ấn tượng, tương đối tốt, tương đối ổn. Nhóm thép ngày hôm nay cũng có sự phục hồi, Hoa Sen, Nam Kim, Hòa Phát, đúng không, là ba cổ phiếu mình đã chia sẻ là đều đã vào điểm mua rồi. Đó, và đều vào điểm mua rồi. Ngày hôm qua là 23.4. Hay là Nam Kim cũng test về 25.4, hay là Hòa Phát vậy. Hòa Phát thì cứ dưới, mình nói rồi, cứ dưới vùng giá 30 anh chị em chiến đấu được nhá, cứ dưới vùng này, dưới vùng 30 anh chị em chiến đấu được. Đối với Hòa Phát mua gom dần.
Đó, câu chuyện của nhóm thép là như vậy. Đối với nhóm bất động sản thì ngày hôm nay là mình chia sẻ rồi đúng không? Đối với nhóm bất động sản khu công nghiệp ngày hôm nay có NTC tăng 5.8%, Đồng Phú tăng 3.3%. Điểm mua Đồng Phú đây, nhịp trước đây, 40.2. Thì đến thời điểm bây giờ anh chị em cũng đã có vị thế đâu đó khoảng 10%. À, Kinh Bắc đây, ngày hôm qua chia sẻ anh chị em rồi đúng không ạ? Đúng điểm luôn. Đó, và mình cũng đã chia sẻ anh chị em. Ngày hôm qua cũng đã mua Kinh Bắc rồi, ngày hôm nay được khoảng 4.5%. IDC tăng 2.5% nhá, Phước Hòa tăng nhẹ 1%. Ngoài ra cổ phiếu giảm nhân đó là SIP giảm nhẹ, rồi DTD giảm nhẹ, đúng không? À, đối với nhóm đầu tư công ngày hôm nay có gì? Đúng không? Có CTR, nhóm Viettel tăng, MST tăng, ngoài ra thì điều chỉnh giảm. Ngoài ra thì điều chỉnh giảm. À, đối với vật liệu xây dựng ngày hôm nay có gì? Có dòng họ là cao su đúng không ạ? DRI này mình nói rồi, vượt qua đỉnh là chiến thôi. GVR cũng đang ngấp nghé này. DRC đã chia sẻ anh chị em rất rõ rồi, là test lại nền dưới là điểm này, không mua điểm nào mua nữa. Khi test lại cái nền dưới này điểm này anh chị em không cân nhắc chiến đấu thì không biết điểm điểm nào anh chị em mua được. Tăng 11 12% cho anh chị em rồi. Đó, Bình Minh ngày hôm nay tăng 3%. Đó, Bình Minh tăng 3%. Form này rất giống form HCM anh chị em nhé. DHC tăng nhẹ lại, là Phú Tài ngày hôm nay tăng lại cho anh chị em, điểm mua đã chia sẻ rồi, 61.5 nhé. Phú Tài hay VCS cũng vậy thôi. Mẫu hình giống nhau, đã chia sẻ anh chị em rất rõ rồi. Đúng không? Rồi, sang nhóm ngày hôm nay sang nhóm hóa chất đi, ngày hôm nay có gì? Có SFG phân bón miền Nam tăng 5%, BFC tăng 3%, điểm mua chia sẻ rồi đúng không? Tích lũy nền dưới này là bật tăng, CSV tiếp tục tăng này. Hôm nay thì điểm mua hợp lý là điểm ở đây. Còn thời điểm này là anh chị em rất khó để chia sẻ anh chị em điểm vào. Rồi Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau thì vẫn đang loanh quanh thôi, chưa có nhiều cái dấu hiệu quá ok. Ở nhóm AM ngày hôm nay AM mình đã chia sẻ anh chị em quanh mình 1.9 nhé, hiện tại mình vẫn đang giữ được AM nhé. Mục tiêu của mình ít nhất phải lên 14 15. Đó, 14.8 15 mình mới cân nhắc được. Bởi vì hiện tại cái form chị em thấy không ạ? Rất giống là Phú Tài, rất giống với VSC đúng không? Đó, vol vol mua đang vào rất là mạnh rồi, khối lượng bán mà khối lượng mua đang vào rất mạnh, khối lượng bán rất là kiệt, hiện tại đang có thì giữ thôi, điểm mua quanh 19.1.9. ASM, SMC ngày tăng nhẹ này, PAN ngày tăng 1%, đấy mẫu hình của PAN anh chị em thấy không ạ? Form mấy con này là tương tự giống nhau nhé, đã vượt qua đỉnh tháng 9 rồi, anh chị em cứ thế mà nắm thôi, cứ thế mà nắm. Điểm mua nào, điểm mua test lại nền dưới đã chia sẻ anh chị em rất là rõ, đúng không? ANV ngày nay tham chiếu loanh quanh thôi. ANV nếu mà nó test lại vùng 1.200 nữa thì anh chị em cân nhắc được. Hoặc là một số nhóm may mặc ngày hôm nay có TNG tăng tục tăng 4%. Anh chị em thấy form ạ? Một khi đã vượt qua đỉnh tháng 9, mình chia sẻ rồi, những cổ phiếu đã vượt qua đỉnh tháng 9 mà nó test lại một nhịp cho anh chị em, đây sẽ là cơ hội. VGT này, GIL này, GIL này tăng 1.8%. Đây, mẫu hình của GIL cũng không khác gì những mẫu hình mà mình vừa chia sẻ anh chị em. Rất là tương đồng nhau. Đấy, cho nên ai có thì giữ thôi nhá, điểm mua là mua ở vùng nền dưới này rồi. Được chưa? Ở sợi thế kỷ hiện tại đang gặp cản, đợi nó vượt qua thì anh chị em có thể cân nhắc được. Mẫu hình tương tự vậy. Vay sông Hồng tăng 1%, nó cũng chuẩn bị vượt qua đỉnh tháng 9. Rồi đến với nhóm bán lẻ ngày hôm nay có DW tăng 2.56%. Đó, điểm mua anh chị em thấy không ạ? Form rất giống nhau. Vượt qua đỉnh tháng 9 là anh chị em thế mà giữ thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều trong nhịp này. Đó, test lên dưới, đúng không? Masan đã chia sẻ anh chị em rồi, điểm mua quanh 73.2. Test lại 1.200 này này, thì đến thời điểm bây giờ cũng đã tăng cho anh chị em đó khoảng là 2-3%. Đấy. Được chưa? Có vấn đề này duy nhất đối với Masan ấy, mình nghi ngại nhất đó là gì, là vol nhịp này hơi hơi lớn, hơi dày, nếu mà vol kiệt thì rất là ok. Tuy nhiên điểm này anh chị em mua giải ngân dần với cái điểm chọn tỷ trọng nhỏ vừa phải ấy. Thì đây điểm mua khá an toàn, cắt lót rất là gần, thủng 1.200 được thoát thôi ngay, không cần phải suy nghĩ cả. Nhưng nếu có nhịp bật tăng thì có rất là 100 cái biên đủ biên độ để anh chị em có thể kỳ vọng được. Hay một số cổ phiếu như MWG ngày hôm nay cũng đang lanh quanh. MWG hiện tại đang tiệm cận cái vùng kháng cự, cả kháng cự chéo trong chen dài, trong chen dài. Cái thứ hai là kháng cự ở cạnh trên được trong hướng lên trong nhịp hiện tại thì nó cần xử lý thôi. Nó vượt break qua nhịp này là anh chị em có chắc được đối với MWG nhá. Rồi, phần cuối video chia sẻ anh chị em review qua anh chị em danh mục cổ phiếu tuần này. Đó, để anh chị em xem là những cổ phiếu nào đã chạy, cổ phiếu là tiềm năng nhá. SHS đã chạy 4% cho anh chị em, đúng không ạ? Đã chia sẻ rất rõ rồi. Kinh Bắc ngày hôm nay tăng 3.2%, điểm mua rất đúng rồi. Không điểm nào đẹp hơn cho anh chị em để anh chị em bắt vốn đối với Kinh Bắc nữa, đúng không? VDS cũng vậy, đúng không? Ngày hôm qua cũng có điểm mua, ngày hôm nay anh chị em cũng có thể cân nhắc mua được. Cũng tăng 3%. DXG đúng không? 19.8, 19.7 anh chị em cân nhắc được rồi. Và ngày hôm nay tính như bây giờ đã tăng cho anh chị em đó là 6%. DXG, CTS tăng 2.6%, đúng không? Nó test được lại cái trendline nhỏ ở đây. Đó, kỳ vọng mình test sâu hơn. Đó, Hoa Sen thì đúng điểm rồi, nhá, lấp đúng gáp, đúng 23.4 anh chị em cân nhắc mua được. BCM ngày hôm nay cũng vậy nhá, test lên dưới rụt chân kéo lên, ok chưa? Điểm mua BCG mình nói rồi, rất giống cái nhịp mua sớm đối với Masan. Nhịp này không mua thì thôi. Nếu mà chị em đã nếu không muốn mua sớm ấy, thì đợi đánh break hẳn qua MA200, MA200 ở vùng kháng cự phía trên là chị em cân nhắc mua. Còn nếu chị em là có vị thế giải ngân sớm, lấy vị thế trước, hoàn toàn điểm này có thể điểm chọn cho chị em được. BCM. Nam Kim ngày hôm nay tăng 1.5%, test lại vùng nền quan trọng quanh 25.4. Vôn vào.
Haro tăng 1.5%, điểm này không mua, điểm nào mua nữa, đúng không ạ? Forex qua đường cản chéo tích lũy đi ngang cân bằng ở vùng hỗ trợ quan trọng. Masan ngày mai tăng rồi, chia sẻ anh chị em rồi. SSC hiện tại đang loanh quanh thôi nha. Điểm mua quanh 41.6. Thì bây giờ tăng là 5%. Phú Tài tăng 1.25% rồi. Về rất nhiều điểm mua nhiều lần cho anh chị em test lại MA 20 cho anh chị em để anh chị em cân nhắc rồi. Đó, form anh chị em thấy không ạ? Rất giống VCS rồi, rất nhiều mã mình chia sẻ đúng cái form này. Có thì giữ thôi nhá. Đó, hay là cổ phiếu của GAC ngày hôm nay cũng đã tăng rồi, GAC chỉ điểm mua chia sẻ rồi. Cứ nền này mà chiến thôi nhá. Cứ nền này mà chiến. HHS hiện tại đang tăng nhẹ. Đó, đúng nền thôi. Mỗi hình nền chồng nền. Hòa Phát lại tăng 1%. Hòa Phát đã chia sẻ là dưới 30 là múc nhá. TCH vẫn đang duy trì, ai có thì giữ thôi. Điểm mua mình đã chia sẻ chị em quay 14.6 rồi. Cứ thế mà giữ nhá. Rồi AGR ngày mai tăng luôn. Kỳ vọng của mình thực sự là AGR nó test lại mình nền dưới thì ok hơn. TP Bank ngày hôm nay cũng đã có nhịp kéo rồi. Đấy, chị em đang có thì giữ thôi nhá. Và nếu nó thủng lại lần thứ hai chị em cân nhắc và thoát hàng. Form cũng không phải quá khỏe. Vẫn đang duy trì cái nhóm sông lên thôi, vẫn giữ được. CSR ngày hôm nay đã tăng được chưa? Đúng điểm mua 7.6 ngày hôm qua đã tăng bây giờ cho anh chị em nhẹ nhàng là 3%. Techcombank mình đã chia sẻ rồi, cứ dưới vùng 47 đến 44 anh chị em cân nhắc chiến được. Vùng 4.3 là cái vùng này này. Là anh chị em cân nhắc giải vốn, giải ngân từng phần mà vào, đúng không? Vẫn đang còn đủ biên độ, đủ câu chuyện để kể cho anh chị em. Long Hậu hiện tại vẫn đang duy trì tính nghĩ nền đi ngang thôi. Đó, CTG thực tế ra đợi đánh vượt đỉnh nhá. Anh chị em nào đã không có vị thế tốt ở đây này. 32.7 thì thôi nhịp này đợi đánh hẳn vượt đỉnh đi thắng chiến. Còn không thì thôi, quan sát thêm nhá. VCS cũng vậy, đó đi về điểm mua cho anh chị em rồi. VGC, đấy vùng này vùng anh chị em chiến được đấu được đối với VGC, còn đủ biên đánh T cộng ok. MB Bank đúng không? Ngày hôm nay là điểm mua chiến đấu được này. Ngày hôm nay mình chia sẻ cho em rồi, là rút chân là ok. Test lại MA 20, ok nhá. Điểm mua 24.6. Vôn vào rồi. Đó, HDC đúng không? Điểm mua quanh 34, hiện tại là mua ok rồi, đánh break qua vùng là gì? Vùng sideway mẫu hình tam giác. Biên còn. Đó. Đạt Phương thì thôi nhịp này anh chị em đã không vào nhịp sớm ấy. Cái nhịp sớm Đạt Phương nhịp nào? Là nhịp nó test lại lần cuối trước khi lên này, mình đã chia sẻ cho anh chị em rất nhiều rồi đúng không? Là quanh 439.1 này, điểm thứ hai, điểm tích lũy lên thứ hai này. Điểm thứ ba ấy là đợi đánh vượt đỉnh đấy nhá. Đợi đánh vượt đỉnh thì chiến. Đúng không? Đấy, NHA ngày hôm nay là gì? Đây chính là điểm mua chưa đâu nữa. À, kể sẵn cho anh chị em rồi, 21.9 nhá. NHA theo dòng tiền nó vào, ITC cũng vậy thôi. Cứ test nền là chiến thôi, 12.1, 12.2. VIB cũng là điểm mua ngày hôm nay chiến đấu được, 24 nhá. Chia sẻ anh chị em rồi. VC7 hiện tại lanh quanh ở nền, mua được. L18 vậy nhá, có hai điểm mua. Đó, thì đó là toàn bộ cái danh mục của mình chia sẻ anh chị em. Đã có những cổ phiếu về nền. Đã có những cổ phiếu mà chuẩn bị về nền kháng cự, có những cổ phiếu đã chạy rồi. Thì anh chị em cân đối nhá, có anh chị em là mong muốn mình hỗ trợ một cách chuyên sâu hơn, chuyên nghiệp hơn về điểm mua, thời điểm mua nào tối ưu nhất thì anh chị em liên hệ số điện thoại của mình trên màn hình nhá. Rồi một lần nữa rất cảm ơn anh chị em đã lắng nghe clip và hẹn gặp lại chị em ở những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.